Hello, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh kiếm tiền online của mình. Trong video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn một số cái nhiệm vụ mà mình đã thực hiện, tức là làm mà nó được trả tiền ở trên trang web Rougit cho các bạn, hay còn gọi là Bico Worker các bạn. Rồi thì ở đây mình chuyên làm về các phần sale, remote content, search cũng như là ego các bạn. Trước đó mình cũng có làm hai cái video để hướng dẫn các bạn làm một số nhiệm vụ sale remote content ha. Đây là video thứ nhất nè, video thứ hai của mình nè, để các bạn có thể tìm hiểu thêm ở hai cái phần video này để xem một số cái nhiệm vụ khác ha. Rồi thì điều đầu tiên để làm nhiệm vụ ở trên trang web này, các bạn cần chuẩn bị cho mình là một cái trang web khác là mình thường sử dụng là Opera Browser ha, và trang web và cái ứng dụng là FreeSummer ha. Thì các bạn muốn biết rõ hai cái này để làm cái gì á, các bạn coi video, bấm vào danh sách vào cái phần tổng hợp Rougit của mình ha. Các bạn coi từng phần để xem cái phần cơ bản trước ha, tại sao mà phải cần hai cái đó ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành làm nhiệm vụ, một số cái nhiệm vụ cho các bạn xem ha. Thì mình đang ở cái mục là sale remote rồi ha. Các bạn khi mà các bạn đăng nhập vào đây, các bạn chọn ở danh mục ở đây, các bạn chọn riêng biệt là sale remote thì nó sẽ xuất hiện toàn nhiệm vụ ở đây ha. Ở đây tổng nhiệm vụ nó đang cho mình là 249 cái nhiệm vụ ha các bạn. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành thực hiện một số cái nhiệm vụ ha. Thì đây là nhiệm vụ thứ nhất nè, dụ như tổng số nhiệm vụ nó cho là 3.500 nè, tuy nhiên chỉ có 3.159 cái nhiệm vụ đang được hoàn thành thôi, và nó trả cho mình là $0.3 ha. Thì các bạn phải lưu ý ha, các bạn nhấn chuột phải, sau đó các bạn mở cái tab mới, thì như vậy các bạn sẽ dễ cái quản lý về công việc nào mà các bạn làm rồi hay là nó có bị trùng hay là sao đó, hoặc là cái nhiệm vụ là bạn làm không được thì các bạn bỏ qua nó rất là nhanh ha. Nếu mà các bạn ra vô mà các bạn bấm trực tiếp như thế này nè, rồi sau đó các bạn lui nè, như thế này nó sẽ rất mất thời gian ha. Dù hai gì cái nhiệm vụ này bạn làm xong nè thì bạn cứ kéo xuống như vậy, bạn mở cái tab mới nhiệm vụ khác, nhiệm vụ này xong bạn cứ kéo xuống vậy, mở cái tab mới để bấm nhiệm vụ khác ha. Rồi thì mình sẽ thực hiện những cái phần mà mình vừa nói cho các bạn xem ha. Đầu tiên là mình đang nằm ở cái nhiệm vụ 3.500 nè, bây giờ nó lên 3.165, tức là 3.165 người hoàn thành ha. Thì các bạn nên xem những video trước đó thì mình sẽ nói rất cái chi tiết về cái phần này ha. Ở đây là mình sẽ không nói quá chi tiết, mình sẽ làm hơi nhanh tí ha. Nếu các bạn nào nắm rõ thì các bạn chỉ cần lướt qua để nắm những cái thông tin nhiệm vụ thôi các bạn. Rồi thì đầu tiên á, các bạn bấm chuột phải vào nút sang tiếng Việt giúp mình ha. Ở đây các bạn thấy ha, các bạn đầu tiên phải để ý các quốc gia loại trừ ha, xem trong này có Việt Nam không ha. Nếu mà có Việt Nam thì các bạn bỏ nhiệm vụ này ha. Rồi các bạn lưu ý nhiệm vụ trên đây là nó có 3.165 người thực hiện trong trên tổng 3.500 rồi, tức là nó còn rất nhiều nhiệm vụ ha. Rồi còn mấy cái này thì để tham khảo thôi. Rồi thì bây giờ á, các bạn cần phải đọc theo cái yêu cầu, đọc kỹ lưỡng cái yêu cầu mà cái người thuê lao động á, người ta đưa ra cho mình. Các bạn phải làm từng bước đúng với ý của họ ha, không thôi là nó sẽ trừ điểm của các bạn rất là nặng ha. Ok, rồi thì bây giờ á, các bạn thấy nè, bước 1 nếu còn các bạn là xóa cookie bộ nhớ cache, hoặc là các bạn mở tab ẩn danh cookie bộ nhớ cache. Tóm lại là đơn giản là các bạn chỉ cần bấm vô để xóa lịch sử thôi, nói dài với các bạn chỉ cần xóa hết lịch sử là được. Thì trước đó mình đã hướng dẫn các bạn cách xóa lịch sử ở trong web ở trình duyệt Opera ha các bạn. Rồi thì bây giờ á, mình thường á, nếu mà xuất hiện là xóa lịch sử, mở tab ẩn danh hoặc là tab riêng tư, tab ẩn danh nó sẽ bằng với tab riêng tư, thì các bạn nên ưu tiên là mở tab ẩn danh ha. Thì để mở tab ẩn danh á, các bạn bấm vào ba dấu gạch phía trên nè, sau đó là các bạn bấm vào cửa sổ ẩn danh mới nè, các bạn bấm vào đây. Ở đây á thì một số người á thì làm trên điện thoại, nhưng mà mình làm trên cái phần PC thì nó sẽ dễ dàng ha các bạn. Còn nếu mà bạn nào làm quen điện thoại á thì nó sẽ tiện lợi cho chúng ta trong quá trình di chuyển ha. Nó cũng dễ nè, thì trong tay mà. Rồi ok, thì ở đây đặc biệt mình thích làm trên PC hơn ha. Ok, thì sau khi mở tab ẩn danh xong á thì các bạn thấy bước 2 nó kêu các bạn là truy cập cái đường link này, thì các bạn bấm quét cái đường link này, sau đó các bạn là bấm sao chép. Sau khi xong các bạn mở tab ẩn danh lên ha, các bạn dán vào đây, sau đó các bạn nhấn enter. Rồi sau khi xong á thì trong lúc mà đang chờ đợi là để mà nó chạy đến cái trang web mà nó yêu cầu á, thì các bạn mở lại đọc tiếp cái nội dung, thì nó kêu các bạn là truy cập trang web đầu tiên, giới thiệu kết thúc và chữ TE, trước đó là bao nhiêu chữ đây nè, nó sẽ che lại cái phần này ha, nhưng mà kết thúc là chữ TE.com là cái trang web mà nó yêu cầu các bạn truy cập vào đó. Thì bây giờ mở lên nè, các bạn thấy nè, chữ TE cuối nè,
chữ size nè, hay gì đây là chữ TE nè. Các bạn có thể điếm, điếm số chữ ở đây tương ứng với số sao mà nó che là hợp hợp. Nếu giống nhau là ok ha. Ở đây là cái nhiệm vụ này mình đã làm nhiều rồi, cho nên là cái phần trang web này là đúng rồi ha. Là nó bắt đầu bằng chữ TE, kết thúc là TE.com nè. Đó, nếu mà các bạn đã xác định được cái trang web rồi á. À xin lỗi các bạn, cái này là cái tên ha, cái nội dung bên trong thôi, cái trang web nó nằm phía trên nè. Cái này không có đúng ha, cái này mới đúng nè. Các bạn thấy nè. Cái trang web nằm ở đây nè, mình bị nhầm ha các bạn. Cái trang web nằm ở đây nè, chữ TE cuối nè, .com nè. Các bạn lưu ý cái phần này với cái tiêu đề nó khác nhau ha. Để phía trên nè, cái này mới đúng nè ha. Rồi sau khi các bạn đúng, các bạn xác định đúng rồi á, thì các bạn coi lại cái nhiệm vụ nó yêu cầu là cái gì. Nó kêu các bạn là truy cập vô cái 10 bài đăng của nó, thì cuộn xuống mỗi bài đăng 30 giây và và nó bắt buộc là phải, nó nhấn mạnh là chữ phải là truy cập 10 bài đăng nó mới trả tiền ha. Và nó kêu các bạn là đừng quên cuộn xuống mỗi trang. Rồi thì để thực hiện bước 3 các bạn làm như thế nào? Các bạn là xác định đúng trang web của nó yêu cầu thì các bạn nhấn tab, nhấn chuột phải, bấm vào chữ mở liên kết trong tab mới giúp mình. Tại vì ở đây các bạn lưu ý là nó không ràng buộc các bạn là mở nhiều tab trong cùng một trình duyệt ha, trong một cái cửa sổ ha, nó không có yêu cầu các bạn là phải mở một bài viết để các bạn đọc tới, mà cái này là nó không yêu cầu gì hết, thì các bạn cứ mở nhiều tab giúp mình ha. Rồi ok, sau khi đăng nhập vào bên trong thì nó kêu các bạn là đọc 10, mở 10 trang web và sau đó đọc mỗi một trang đọc là 30 giây. Thì bây giờ đầu tiên trước mắt mình mở cho nó là 10 trang web trước đi, thì các bạn bấm một chuột phải vào đây. 10 trang web tương đứng với 10 cái bài viết các bạn, 10 bài viết mà nó viết trên đây nè ha. Các bạn nhấn chuột phải nè, bạn bấm nè, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Thế ra đủ 10 bài viết ha. Thì sau khi xong 10 bài viết á, thì các bạn là làm theo cầu của nó là mỗi một trang 30 giây và cuộn xuống từng trang. Các bạn đừng để ý 30 giây ha, các bạn cứ làm theo cách của mình là các bạn cứ cuộn xuống. Các bạn cứ cuộn xuống như thế này ha. Và một điều hết sức lưu ý, các bạn không được cầm kéo như thế này ha. Nếu mà các bạn cầm kéo như thế này á là cái nhà tuyển dụng người ta sẽ phát hiện được là các bạn đang gian lận ha. Các bạn phải kéo như thế này. Nói chung là khi các bạn vào đây là nhiệm vụ, nhà tuyển dụng người ta xem được hết. Các bạn làm gian lận người ta biết liền ha. Các bạn nói chung là không có đường, các bạn nên làm trung thực nếu các bạn muốn kiếm tiền ha. Vì nếu mà các bạn làm gian lận nó trừ điểm các bạn rất là nặng, mà điểm tức là điểm đó để mà lên cấp độ á, cấp độ càng cao thì các bạn làm được càng nhiều nhiệm vụ, cũng như là nó phân ra ba loại nhiệm vụ đó các bạn, giống như là bình thường, chuyên nghiệp rồi hơn chuyên nghiệp, đã khá vậy. À, các bạn cứ mỗi một cái trang web các bạn cứ lướt xuống như thế này giúp mình ha. Rồi ok, trang thứ 8 rồi đó các bạn, thứ 9 nè, thứ 10 nè. Rồi sau khi các bạn lướt hết cái phần trang web này, các bạn quay lại cái nội dung của nó yêu cầu nè. Đó, ví dụ như cái bước 4 nó yêu cầu là các bạn là mở cái đường link này ha, thì các bạn quét cái đường link này, sau đó các bạn nhấn chuột phải giúp mình, sau đó các bạn bấm chữ đi đến. Cái này các bạn khỏi còn mở cửa sổ tab bản danh ha. Cái này nó hình thức nó là một cái hình ảnh đó các bạn, là trong cái hình ảnh nó có yêu cầu thôi ha, và nó lưu chứa cái hình ảnh này trên cái trang web này. Rồi thì các bạn bấm vào đây, thì nếu mà các bạn đọc trên đây các bạn không hiểu á, thì các bạn có thể bấm dịch sang tiếng Việt một số cái buster pin này các bạn, cái đường link này là một số cái đường link buster pin, thì các bạn dịch được một số cái hình ảnh, thì các bạn phải chịu khó là dịch tiếng Anh, tự trong đầu mình hiểu tiếng Anh sang tiếng Việt ha. Vì nó không cho cái cần dịch như thế này đâu ha. Rồi thì như các bạn thấy nè, nó kêu bước đầu tiên nó kêu các bạn nhấp vào một quảng cáo và trên cái trang web chỉ tập tối thiểu 2 trang bên trong và ở lại trang đó trong 1 phút. Thì mình sẽ nói cái phần 1 phút nữa các bạn nắm rõ ha. Nó kêu các bạn nhấp vào một quảng cáo bất kỳ trên trang web, tức là các bạn nên tập thói quen là bấm vào cái trang web cuối cùng ha. Thường là những cái dạng nhiệm vụ như thế này thì vào trang web cuối cùng á, bạn sẽ chọn một cái quảng cáo mà các bạn mở lên. Ở đây á, hình thức quảng cáo mình đã nói nhiều ở hai clip trước rồi ha, là cái những cái quảng cáo nào là được gọi là quảng cáo. Ví dụ như có chữ X trên này mà nó để là Ads by Google, tức là quảng cáo đó các bạn. Có chữ X xanh, nói chung là có cái chữ xanh như thế này là Google không nè, là quảng cáo nè. Đó các bạn thấy nè, màu xanh trên đây là quảng cáo không nè ha. Đó, ok. Đó là về cái phần mà mình hướng dẫn các bạn xem mấy cái nào gọi là quảng cáo mà nó kêu các bạn mở lên ha.
Rồi thì bây giờ các bạn mở, sẽ mở cái quảng cáo này lên, các bạn bấm chuột phải nè. Sau đó các bạn là bấm là mở đường link liên kết trong tab mới, bạn bấm vào đây. Rồi sau khi xong các bạn là chuyển sang cái trang quảng cáo này. Rồi ok, hồi nãy các bạn nhớ là nó yêu cầu mình là nhấp vào một quảng cáo, sau đó truy cập tối thiểu 2 trang bên trong. Rồi thì bây giờ các bạn là đang ở trang quảng cáo nè, các bạn truy cập 2 trang bên trong thì như thế nào? Thì ở đây các bạn sẽ truy cập 2 bài viết bên trong. Ở đây thường là mình mở là about ha, about và contact, tức là nó giới thiệu về trang web đó. Thường á, about nó sẽ nằm những cái mục cuối. Các bạn nhớ là khi di chuyển chuột các bạn lăn ha, các bạn đừng có cắm kéo gì ha, kéo gì là nó sẽ trừ điểm các bạn đó ha, nó không có cộng đâu. Rồi about thường nó sẽ là chữ company như thế này. Trong company này nó có company profile, tức là giới thiệu về cái trang web này, hoặc là trong company nó sẽ có about us, tức là giới thiệu về trang web. Mình thường mở là about hoặc là contact ha. Trong những nhiệm vụ mà mình sắp làm á, nếu mà có cái nội dung mà about hoặc contact thì mình sẽ nói lý do tại sao thường là mình mở about hoặc contact ha các bạn. Rồi thì bây giờ các bạn mình sẽ chọn là company, mình mở cái company profile. Đây là trang web thứ nhất mình mở lên theo yêu cầu của nó. Còn đây là trang web thứ hai, theo yêu cầu của nó là mở một quảng cáo và mở hai trang web bên trong ha. Đây là trang web bên trong thứ nhất nè, các bạn lăn xuống tới cuối giùm mình. Đây là trang web bên trong thứ hai, các bạn lăn xuống cuối giùm mình. Rồi sau đó các bạn là trở về cái trang chủ mà khi mà mình mở từ cái trang web của nhà tuyển dụng á. À, mình mở từ trang web của nhà tuyển dụng, cái này là cái quảng cáo ha. Các bạn mở về đây trước, sau đó các bạn tiếp tục là đọc theo yêu cầu của nó. Các bạn làm chậm rãi từng bước, đừng có gấp. Các bạn gấp là nhà tuyển dụng sẽ trừ điểm bạn ngay, họ rất là khó ha. Rồi nó kêu các bạn là truy cập một quảng cáo, sau đó truy cập hai trang bên trong là mình đã làm rồi ha. Nó kêu các bạn ở lại 1 phút. Trường hợp ở lại 1 phút mà nếu nó nằm ở vị trí này, tức là các bạn ở lại 1 phút trong ở hai trang bên trong, ở hai trang mà các bạn mở lên á. Còn nếu ở lại 1 phút này nó nằm ở cái chỗ là nhấp vào quảng cáo nào trên trang web ở lại 1 phút, tức là bạn phải ở lại 1 phút trên cái quảng cáo đầu tiên. Và nếu nó nằm ở đây, các bạn phải ở 1 phút trên hai trang quảng cáo thứ hai và thứ ba. Rồi thì đó là như thế nào? Đây là các bạn sẽ đầu tiên á, các bạn tập thói quen là các bạn ở trên web này, ví dụ các bạn ở 1 phút ở hai trang là trang thứ hai và trang thứ ba bên trong quảng cáo ha, thì các bạn lăn cái này một cái, sau đó các bạn lăn cái này một cái, các bạn lăn cái này một cái. Rồi thì để nó kêu mình ở lại 1 phút thì đây là cái tác dụng khi mà mình sử dụng cái ứng dụng là Pre-Summer nè. Các bạn click vào đây, cái phần này mình có nói rất rõ trong 2 video đầu tiên ha, các bạn hãy tìm hiểu thêm ha. Rồi sau khi mà các bạn mở ứng dụng này lên thì nó kêu các bạn ở 1 phút á, ở lại 1 phút thì các bạn dùng cái ứng dụng này để các bạn xác nhận là bạn đã ở trên đây bao lâu ha. Ví dụ như 1 phút thì các bạn cứ chọn 60 giây nè, 2 phút thì các bạn cứ chọn 120, vô 1 phút rưỡi thì các bạn cứ chọn 90 đây ha. Ở đây đang là 1 phút thì mình chọn 1 phút, sau đó các bạn nhấn nút start nè. Rồi sau khi xong các bạn là chỉ cần đợi ha, các bạn lăn nhẹ cái giùm mình, lăn nhẹ cái rồi các bạn trở lại cái trang cuối cùng bên trong quảng cáo, các bạn đợi 1 phút ha. Trong thời gian chờ đợi á, các bạn là đừng có rời khỏi cái trang web này ha. Nếu các bạn rời khỏi trang web này, nó xác định là bạn không ở trên đây và không có đọc cái bài viết này trong 1 phút ha, bạn lưu ý điều đó ha. Rồi đợi chút xíu các bạn. Rồi sau khi kết thúc 1 phút á, nó sẽ có cái tiếng để nó báo hiệu cho các bạn là 1 phút. Cái ứng dụng này nó hay cái chỗ là nó có tiếng báo hiệu ha, các bạn có thể không để ý, các bạn làm chuyện khác, nhưng mà khi mà xong nó sẽ báo hiệu cho các bạn là đã xong ha. Rồi sau khi các bạn là thực hiện theo yêu cầu của nó rồi xong hết á, các bạn tiếp tục là các bạn kéo xuống nội dung phía dưới nè. Nó yêu cầu các bạn gửi bằng chứng nè, thì để kia các bạn á, gửi URL bài đăng thứ ba ha. Thì cái này là như thế nào? URL là tức là cái đường link của bài viết đó các bạn. Ở đây là cũng là đường link bài viết là URL ha, nó viết tắt ha các bạn. Nó kêu URL của bài đăng thứ ba là như thế nào? Thì đây, ví dụ các bạn là cái này là cái trang chủ nè ha, các bạn là những cái danh mục bài viết thôi. Cái này mới gọi là một bài viết nè ha. Nó có cái tên hẳn hoi và nội dung bên trong ha. Cái này được tính là một bài ha. Bài thứ nhất nè, bài thứ hai nè, bài thứ ba nè. Có kêu lấy URL là sao? URL là cái đường link này nè. Bạn click vô đường link này, sau đó các bạn bấm chữ là copy sao chép ha, bấm chuột phải rồi sao chép. Sau khi xong á, các bạn là bấm dán vào đây. Đó, đây là cái yêu cầu của nó là URL thứ ba nè các bạn. Rồi, tiếp theo nó cái nội dung thứ hai, cái bằng chứng thứ hai mà nó yêu cầu, nó kêu là gửi URL của bài đăng thứ 10. Tương tự như mình vừa giới thiệu
vừa giải thích cho các bạn thôi. Ví dụ đang là trang thứ 3 nè, thứ 4 nè, thứ 5 nè, thứ 6 nè, thứ 7 nè, thứ 8 nè, thứ 9 nè, thứ 10 nè. Đó, 10 trang web nè, trang ở trang thứ 10 nè, các bạn bấm vào cái đường link phía trên. Các bạn bấm chuột phải, sau đó các bạn bấm chữ sao chép. Rồi sau khi xong các bạn dán cái đường link vào đây. Rồi, thế là các bạn đã hoàn thành cái nhiệm vụ rải URL của bạn đăng thứ 10 ha. Rồi nó kêu các bạn là làm theo bước 4 gửi bằng chứng 3 và thực hiện bước 4 gửi bằng chứng 4. Thì hai cái này á, các bạn phải mở cái bằng chứng 4 lên. Bằng chứng 4 tức là cái bằng chứng đây, đây ở bước 4 đây, tức là cái đường link Bastabin mà mình vừa mở hồi nãy đó các bạn. Là nó kêu là làm theo bước 4 gửi bằng chứng 3 và làm theo bước 4 gửi bằng chứng 4. Cái này là như thế nào? Thì các bạn chỉ cần qua cái phần trang Bastabin. Hai cái phần đầu tiên thì mình đã làm, mình đã hướng dẫn các bạn làm rồi. À, với cái phần nội dung bằng chứng thứ 3 và bằng chứng thứ 4 á, nó kêu các bạn là gửi quảng cáo gửi URL trang 1. Rồi ok. Thì cái ở đây nó có giới thêm nè. À ở đây là mình đang vướng cái chỗ á, nó là chỉ gửi URL quảng cáo của một trang liên kết duy nhất, tức là chỉ gửi một trang thôi chứ không được gửi hai trang. Tức là gửi cái trang đầu tiên á, trang 1 á. Rồi nó để là nó kêu là đừng có gửi cái google.com, cái liên hệ của cái trang web cũng như là cái giới thiệu. Đó. Thì bây giờ á, nếu mà mình đang ở mình hồi nãy mình có nói với các bạn mình hay làm hậu bao và canh tát đó, thì hiện nay cái yêu cầu này là không có được. Nó nói rõ là không thích là sử dụng liên hệ và cái giới thiệu ha. Ok, cho nên là mình đang không có làm đúng cái nhiệm vụ của nó. Thì bây giờ mình tắt cái phần này đi, mình sẽ không có mở hậu bao và canh tát, mình sẽ mở một cái bài viết ha. Mình sẽ chuyển lại trên trang này luôn, nhưng mà mình sẽ mở một cái bài viết. Các bạn đã trên đây một phút, các bạn đã đăng tới xuống dưới thì các bạn có thể kéo lên như thế này ha. Còn trong quá trình mà khi các bạn mới vô thì các bạn đừng có kéo xuống nha. Ok, rồi thì ở đây mình sẽ kiếm bài viết để mình mở lên. Ví dụ như new nè, hoặc là bé su bút vô gì nè, ở đây nè. Đó, cái này là nó không có nằm trong cái phần mà bao và canh tác. Ok, rồi thì bây giờ kéo xuống thôi, mình kéo xuống cuối nha các bạn nha, kéo xuống cuối. Rồi sau khi xong thì nó kêu mình ở lại trên đây một phút nè, các bạn cứ mở cái phần này lên ha. Rồi sau đó các bạn đợi thôi, đợi khoảng một phút các bạn quay lại lăn như thế này giúp mình. Rồi sau đó các bạn lại trở lại trang thứ 3, đợi chút xíu ha. Rồi sau khi hết một phút ha, bây giờ mình sẽ tiến hành mà gửi cái bằng chứng nhiệm vụ cho nó ha. Nó kêu các bạn là URL quảng cáo gửi URL quảng cáo trang 1, tức là trang đầu tiên mà bạn truy cập từ cái bài đăng thứ 10 các bạn ha. Tức là như thế nào, đây là cái trang đầu tiên, là trang thứ nhất nè, trang thứ hai nè, trang thứ ba nè. Nó kêu bạn gửi cái trang thứ nhất, tức là cái trang này ha. Các bạn cứ bấm vào cái đường link ở đây, sau đó các bạn bấm sao chép. Rồi sau khi xong các bạn dán cái đường link nó vào cái nhiệm vụ bước 4 gửi bằng chứng 3 nè. Các bạn thấy là bằng chứng 3 nè ha, là đang nằm ở đây, gửi cái trang đầu tiên ha. Rồi thì các bạn dán vào đây thôi. Rồi sau khi xong các bạn để ý cái nhiệm vụ nó kêu gửi bằng chứng 4 của bước 4. Rồi các bạn trở lại Bastabin ha. Các bạn thấy nó yêu cầu là gửi trang thứ 3. Đó, thì như mình đã nói thôi. Trang thứ 3 là như thế nào? Đây là 1 nè, 2 nè, 3 nè. Các bạn bấm vào đường link đây, các bạn có chữ sao chép. Rồi sau khi xong các bạn dán cái đường link đó vào đây. Rồi, thế là xong. Các bạn kiểm tra lại bài đăng thứ 3 nè, coi cái tên nó có bị trùng không. Ví dụ như cái đây là Employee Price nè, chữ đầu chữ cuối hay Employee Price nè. Ở đây là General và cái chữ cuối này nè, tiếng Anh mình dở cho nên mình không học chữ này ha. Nó không có trùng bài viết à, là ok. Có khi nhiều khi lỡ bấm copy nó bị lỗi các bạn. Đó, ở đây cũng vậy. Ví dụ ở đây các bạn thấy là Menu Info nè, ở đây cũng Menu Info nè ha, nhưng mà Menu Lastic, còn cái đây là Menu Pesel, tức là nó khác nhau ha, nó vẫn ổn ha, nên là nó không bị lỗi hết. Thì các bạn kiểm tra đầy đủ rồi thì các bạn bấm gửi bằng chứng thôi. Rồi ok, sau khi xong thì tiền đương nhiên là nó sẽ cộng lên đây nè. Hồi nãy nó là 0.21, giờ nó lên 0.24 nè, nó trả mình 0.3 các bạn. Đây nè, các bạn có thể nhìn lại số tiền ở đây. Rồi sau khi xong thì các bạn tắt cái trang này đi, tắt cái này đi. Đó là mình hoàn thành cái nhiệm vụ thứ nhất ha. Mình nói thì hơi làm hơi lâu nhưng mà khi bắt tay làm thì rất là nhanh ha các bạn. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành làm nhiệm vụ thứ hai. Nhiệm vụ thứ nhất xong thì các bạn không cần phải bấm ra bấm vô nó lâu, các bạn cứ kéo xuống như thế này. Nè, nếu bây giờ các bạn có mở chùm cái nhiệm vụ này ha, mở lên nè. Nó vẫn không có cho nó bạn làm, tức là nó báo là nhiệm vụ này bạn đã hoàn thành rồi nè, complete rồi nè. Cho nên là cũng không có làm được đâu ha. Mình kéo xuống như thế này nó sẽ nhanh, nó sẽ đỡ mất thời gian của các bạn ha.
Rồi các bạn mở tab mới cái nhiệm vụ này giúp mình. Rồi sau khi xong thì các bạn lưu ý một điều là đầu tiên đọc các quốc gia loại trừ, cho nên là không có Việt Nam ha, cái là bình thường. Ở đây số lượng làm nó còn rất là nhiều ha, để vẫn là bình thường ha. Ở đây chỉ có 2.945 người chơi hoàn thành nhiệm vụ thôi, còn cái nó tới 3.003 lận, cho nên thoải mái ha. Rồi thì tương tự như những gì mà mình đã làm lúc nãy thôi. Đầu tiên các bạn yêu xem cái yêu cầu thứ nhất của nó nè, nó kêu là xóa cookie hoặc là mở trình duyệt riêng tư. Trình duyệt riêng tư, cửa sổ trình duyệt tương đương cửa sổ trình duyệt riêng tư tương đương với cửa sổ ẩn danh ha các bạn. Rồi thì nếu mà có cái này mình sẽ ưu tiên và mở ẩn danh lên ha. Các bạn bấm vào bảng mũi tên phía trên nè, các bạn bấm vào cửa sổ ẩn danh. Rồi sau khi xong thì các bạn là các bạn tắt cái trang cũ này đi ha. Mình thích cái chỗ ẩn danh là cái chỗ là tắt nhẹ nó rất là khỏe. Rồi ok, tiếp theo là nó kêu các bạn là truy cập cái đường link này. Ở nhiệm vụ này mình làm hơi nhanh ha. Nhiệm vụ đầu mình đã nói chi tiết cách làm rồi ha. Mình sẽ nói về cái tình huống có nhiệm vụ đưa ra thôi ha. Đó, các bạn sao chép, sau khi xong các bạn dán vào cái cửa sổ ẩn danh này. Rồi sau đó các bạn bấm Enter. Rồi trong quá trình nó quay thì các bạn đợi chút xíu ha. Các bạn sẽ đọc thêm cái nội dung của nó. Trang chở cái nội dung thứ ba nên nó gửi cho các bạn là SH, bỏ 3 chữ đầu, chữ thứ tư thứ năm là chữ SH và cuối cùng là chấm cơm ha. Là chữ thứ tư thứ năm là SH nè, thì các bạn chở về cái trang ẩn danh coi chưa chạy xong ha. Rồi thì các bạn cứ lưu ý ở đây, nó kêu các bạn là ghé thăm 10 bài viết và cuộn xuống từ từ của từng bài viết, ở lại đó 3 phút, tức là mỗi trang các bạn ở 30 giây giống như trang web lúc hồi nãy vậy đó các bạn. Và nó kêu các bạn làm trên một tab duy nhất. Cái này thì các bạn đừng lo ha, đối với cái nhiệm vụ này mình làm rồi ha, các bạn cứ mở nhiều 10 tab trên một cái cửa sổ vẫn ổn ha. Rồi ok, thì mình coi coi cái trang web nó chạy chưa. Rồi các bạn lưu ý ha, nè các bạn thấy nè, nó 3 chữ đầu, bắt đầu chữ thứ tư thứ năm là chữ SH. Rồi thì các bạn gõ 3 chữ đầu thôi, đây F R E bỏ 3 chữ đầu nè, chữ thứ tư thứ năm là SH nè, rồi cuối cùng đó là chấm cơm, là đích thị là cái trang web này. Thì các bạn mở nó lên trước đi, các bạn mở cái đường liên kết mới, tab mới giúp mình đó. Rồi sau khi xong các bạn tiếp tục đọc nội dung của nó. Nó kêu các bạn là mở 10 bài và cuộn xuống ở đó trong vòng 3 phút là mỗi trang 30 giây đó các bạn. Các bạn không cần lưu ý cái đó đâu ha, các bạn cứ mở lên lăn xuống như mình và làm xem quảng cáo xong là ok ha. Rồi là nó đủ 3 phút mà. Rồi thì bây giờ mình sẽ mở 10 bài đăng theo cầu của nó. Thì tương tự như trang web hồi nãy các bạn, chỉ cái này mình sẽ làm nhanh ha. Thì bạn mở nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 nè, 10 nè. Đó, đủ 10 trang web ha. Rồi, thì bây giờ các bạn lăn xuống thôi. Lăn xuống cuối như thế này nè, 1 nè, 2 nè, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi, sau khi mà các bạn mở 10 trang web thì các bạn tiếp tục đọc cái nội dung mà nó yêu cầu. Mình đang làm xong bước 4 nè, mở 10 bài viết cũng hướng từ từ nè ha. Rồi bây giờ mình mở cái phần yêu cầu thứ tư của nó nè, yêu cầu thứ năm của nó nè. Các bạn quét cái đường link này, sau đó bạn là bấm là chuột phải, sau đó các bạn bấm là chữ đi đến Bastabin này nè ha. Rồi thì các bạn dịch sang tiếng Việt thôi, cũng khá đơn giản thôi. Yêu cầu các bạn nhấp vào một cái quảng cáo và duyệt trong 1 phút. Đây mình đã nói với các bạn hồi nãy 1 phút nè, mỗi phút hồi nãy lúc trước là nó nằm ở cái phần cuối, bây giờ nó nằm ở cái phần xem quảng cáo nè và chi chọc hai trang bên trong. Thì cách thức làm như thế nào cũng tương tự như hồi nãy thôi. Thì ở trang số 10 á, các bạn sẽ tìm kiếm đến quảng cáo nè, thường quảng cáo nó xuất hiện ở đây là gần nhất nè, hoặc nó xuất hiện những cái điểm này. Và các bạn lưu ý là nó có chữ màu xanh như thế này, Ad by Google, nó có ít với cái dấu chấm than màu xanh như thế này, tức là quảng cáo đó. Các bạn sẽ mở cái quảng cáo này lên. Rồi sau khi xong các bạn bấm qua cái phần quảng cáo này. Thì ở đây nó không hạn chế về phần hào bao các bạn, mình sẽ xem cái bằng chứng trước luôn. Ví dụ các bạn thấy ha, bằng chứng 3 nè, nó yêu cầu là quảng cáo gửi cái trang quảng cáo đầu tiên và nó gửi trang quảng cáo thứ ba, là giống như cái nội dung hồi nãy đó. Tuy nhiên nó dời cái phần 1 phút là phía trước thôi ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ mở about và thanh tác bình thường ha. Ok, about thường nó nằm ở phía dưới ha, các bạn kéo xuống dưới giúp mình ha. Đây nè, các bạn thấy about ha, about nè, thanh tác nó nằm phía trên nè. About nó đang bị lỗi 404 ha.
Vậy mình không mở AMA, mình mở đồ đách đi, vẫn bị lỗi. Mình mở cái phần khác. Ok. Rồi các bạn kéo xuống như thế này giúp mình ha. Rồi các bạn lưu ý cái nội dung yêu cầu nè. Yêu cầu là mở dàn quảng cáo và duyệt quảng cáo nó 1 phút và truy cập 2 trang bên trong. Thì các bạn làm theo thứ tự của nó thôi. Duyệt quảng cáo 1 phút tức là duyệt trên trang đầu tiên nè. Các bạn là ở trang đầu tiên, sau đó các bạn mở cái ứng dụng là Pre-Timer lên, các bạn bấm nút Start. Rồi sau khi xong các bạn lăn kiểu này giúp mình, lăn qua trang thứ hai và lăn qua trang thứ ba. Sau đó các bạn lỡ ở là trang trở lại trang thứ nhất ha. Các bạn đợi hết 1 phút là ok. Rồi sau khi đã hết 1 phút rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là cung cấp bằng chứng cho nó ha. Đầu tiên các bạn mở cái nhiệm vụ các bạn đang làm ha. Đây nè. Rồi sau đó là các bạn thấy là nó yêu cầu là URL nè, tức là cái đường link đó các bạn. URL của bài đăng thứ tư. Đó, tức là đường link của bài đăng thứ tư. Đó, cái này là cái menu bài viết ha, tức là cái danh sách bài viết ha. Rồi, cái này mới là bài viết nè. Đó, các bạn thấy nó có tên rõ ràng nè, đây là bài thứ nhất nè, bài thứ hai nè, bài thứ ba nè, bài thứ tư nè. Rồi, ok. Sau khi xong các bạn bấm đừng bấm cái tích chuột vào đây, các bạn bấm chuột phải, các bạn bấm sao chép. Rồi, sau khi xong các bạn trở về trang nhiệm vụ, các bạn dán. Đây là cái URL của bài đăng thứ tư. Rồi, tiếp theo là URL của bài đăng thứ 10. Thì các bạn chọn tới thôi, giữ thứ tư nè, thứ năm nè, thứ sáu nè, thứ bảy nè, thứ tám nè, chín nè, 10 nè. Sau khi ở bài đăng thứ 10 á, thì các bạn bấm tích chuột vào đây, các bạn bấm chuột phải. Sau đó các bạn bấm sao chép. Rồi sau đó các bạn trở trang nhiệm vụ, trở lại trang nhiệm vụ các bạn là dán cái đường link vào đây. Đây tức là URL của bài viết thứ 10 ha. Rồi sau khi hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất và nhiệm vụ thứ hai, thì tới cái bằng chứng giá, bằng chứng thứ nhất và bằng chứng thứ hai, thì tới cái bằng chứng thứ ba. Yêu cầu các bạn là tham khảo bước 5 để gửi bằng chứng 3 và tham khảo bước 5 để gửi bằng chứng 4. Thì như thế nào? Bước 5 là cái bước mà các bạn mở cái phần Bastabin đó, là chỗ đây nè. Đó, Bastabin là cái này nè ha. Rồi thì các bạn mở qua thôi. Rồi ở bằng chứng 3 nó kêu các bạn là gửi URL quảng cáo đầu tiên. Đó, thì các bạn làm theo thôi. Đây nè, quảng cáo thứ nhất nè, quảng cáo thứ hai nè, quảng cáo thứ ba nè. Đây là quảng cáo đầu tiên nè. Các bạn click chuột vào đây, sau đó các bạn bấm sao chép. Rồi sau đó các bạn dán. Các bạn trở lại trang nhiệm vụ nè, các bạn dán cái bằng chứng 3 vào đây. Rồi tiếp theo là bằng chứng 4, nó yêu cầu các bạn là gửi cái trang thứ 3. Thì cũng khá đơn giản thôi, trang thứ 3 nè, trang thứ nhất nè, trang thứ hai nè, trang thứ ba nè. Các bạn click cái trang thứ 3. Sau đó các bạn click chuột vào đây, các bạn bấm chuột phải, các bạn bấm sao chép. Sau đó là các bạn dán vào cái phần nhiệm vụ thôi. Rồi, các bạn kiểm tra lại giúp mình y chang hồi nãy thôi. Các bạn phải kỹ nha, làm chịch nó sẽ trừ điểm liền, nó rất là tiếc á. Kiếm điểm thì ít nhưng mà trừ thì gấp mấy lần cái điểm các bạn kiếm đó. Đó, rồi thì bây giờ các bạn thấy nè, cái bài của nó là Whippo Write, còn cái bài dưới này là Volvo Write, tức là nó khác nhau, tức là không bị lỗi ha. Ở đây cũng vậy, trùng cái trang web quảng cáo nè, và nó bắt đầu là Offer Stealer nè, còn ở đây là Save it nè. Rồi ok, sau khi các bạn kiểm tra nó không bị trùng quá thì các bạn bấm là gửi bằng chứng. Rồi thế là xong thôi, đó là cái nhiệm vụ thứ hai mình vừa hoàn thành đó. Rồi các bạn tắt cái trang này đi, các bạn làm xong cứ tắt đi ha. Rồi tiếp theo là các bạn cứ kéo xuống làm nhiệm vụ tiếp theo. Nó rất là tiện, không cần các bạn bấm ra bấm vô, rất là mất thời gian ha. Rồi thì đối với nhiệm vụ này các bạn cũng coi coi, trên đây không có loại trừ Việt Nam ha. Ở đây khoảng 4.000 nhiệm vụ nhưng mà nó cho tới 7.000 là còn rất nhiều ha. Rồi thì bây giờ các bạn sẽ thực hiện theo nhiệm vụ của nó thôi. Các bạn bấm chuột phải, các bạn dịch sang tiếng Việt nè. Rồi ở đây cũng mở trình duyệt riêng tư nè ha. Thì bây giờ á, mình sẽ mở cái cửa sổ ẩn danh lên, riêng tư thì nó bằng với ẩn danh ha. Rồi sau khi xong ha, các bạn là nó kêu các bạn là sao chép và dán cái liên kết từ cái trình cái link này. Thì các bạn lấy cái link này, sau đó các bạn sao chép nè, sau đó các bạn dán vào tab ẩn danh thôi, các bạn nhấn enter. Rồi trong thời gian chờ đợi, các bạn vào đây đọc cái nội dung của nó yêu cầu. Nó kêu là truy cập liên kết nội bộ của tôi đó. Rồi sau đó là cuộn xuống từ từ bài đăng giả đó 60 giây, và chi sau khi hết 60 giây này nè, nó nói rõ là từ từ cuộn xuống cho hết 60 giây. Sau khi hết 60 giây này nó sẽ xuất hiện là truy cập bài viết tiếp theo, tức là các bạn có thể trở lại tiếng Anh nè, là cái xuất hiện cái chữ này nè, visit netbot nè, bấm vào chữ này nó chuyển sang cái bài viết tiếp theo ha. Đó thì bây giờ mình sẽ nói từ từ. Rồi thì bây giờ mình mở về cái trang đó trước đi. Gặp cái trường hợp này thì các bạn làm như thế nào? Đương nhiên rồi, các bạn sẽ không bấm vào cái chỗ trở lại trang trước, mà các bạn bấm vào trang trước đó đưa bạn đến URL này. Đó, tức là các bạn bấm phía trên cái dòng thứ hai thì các bạn cứ bỏ đi. Nó xuất hiện trở lại trang trước thì các bạn cứ bỏ, các bạn bấm dòng trên nè. Nó sẽ đi đến cái nhiệm vụ mà nó yêu cầu nó cho các bạn ha.
Rồi thì các bạn cứ kéo xuống nè. Đó các bạn thấy không, kéo xuống như thế này. Các bạn đợi chút xíu ha, nó sẽ có xuất hiện là khoảng 60 giây hoặc thấp hơn 60 giây chẳng hạn. Đó, nó nhưng mà nó giới hạn là 60 giây khi cái nó xuất hiện cái dòng đó đó. Thì các bạn đợi, sau khi hết cái số giây đó thì các bạn cứ bấm là Visit Dashboard thôi. Mạng hơi lắc nó sẽ xuất hiện ha các bạn. Đây nè, nó xuất hiện 60 giây nhảy ngược nè. Sau khi hết 60 giây này á, nó sẽ xuất hiện là Visit Dashboard ha. Rồi, thì trong quá trình đợi các bạn sẽ không cần ở trên đây đâu. Hết 60 giây này là được, đối với nhiệm vụ kiểu như thế này. Các bạn là trở về để đọc cái nội dung yêu cầu tiếp theo. Nó kêu các bạn là truy cập 5 bài viết. Cái này các bạn cũng đừng, cũng không cần quan tâm nhiều. Đây khi hết, các bạn cứ visit network tới hoài. Chừng nào mà nó hết 5 bài viết, nó tự nhiên xuất hiện cái đoạn mã ha. Ở đây nó có cái đoạn mã ha. Rồi, trong thời gian chờ đợi các bạn xem cái nội dung bước 4 luôn. Các bạn là click, quét cái đường link ở đây. Các bạn bấm chuột phải, sau đó các bạn bấm đi đến nè. Rồi, sau đó các bạn thấy nè, yêu cầu của nó nè. Ở đây có dịch sang tiếng Việt được không đây? Không được ha các bạn, này là cái file hình ảnh nè. Như mình nói là dịch không có được nè. Các bạn yêu cầu các bạn là click một cái trang quảng cáo, viếng thăm một cái trang quảng cáo vào ở đó 1 phút ha. Và viếng thăm hai trang bên trong của cái quảng cáo này. Viếng thăm trang quảng cáo vào đó 1 phút rồi viếng thăm hai trang bên trong của quảng cáo này. Thì tương tự như cái nội dung hồi nãy mình làm thôi các bạn, cũng không có gì khó ha. Đây nè, nó không có chữ Visit Network mà nó ghi chữ là Rick Network nè. Nó xuất hiện ở đây nè, cái dòng chữ nó sẽ xuất hiện cái màu khác ha. Các bạn cứ click vào đây. Rồi thì nó sẽ chuyển các bạn đến cái trang khác. Đó. Chuyển các bạn đến trang khác. Thì nó sẽ cũng xuất hiện cái cũng khoảng tầm 60 giây hoặc thấp hơn 60 giây thôi, 60 giây trở lại nó sẽ xuất hiện ở đây. Và nó sẽ xuất hiện cái chữ Rick Network thôi. Ha, ok. Rồi thì để tiết kiệm thời gian, mình sẽ hướng dẫn các bạn mẹo để mà làm nhanh cái nhiệm vụ này nữa ha. Ví dụ thời gian này nó nhảy ngược, các bạn không cần ở đây đâu. Không cần ở trên trang web này mãi. Các bạn cứ theo yêu cầu nào, click một quảng cáo và ở đó 1 phút. Tại vì các bạn có thể click cái quảng cáo từ cái bất cứ cái bài viết thứ mấy của nó cũng được, cho nên nó không có để là last word. Thường nó có chữ last word là tức là cái bài viết cuối cùng thì các bạn mới được phép là click vào quảng cáo. Tuy nhiên ở đây nó không có chữ last word ha. Nó kêu các bạn click vào quảng cáo thôi, cho nên các bạn click từ cái bài đăng thứ hai, bài đăng thứ ba, bài đăng thứ tư hoặc bài đăng cuối cùng đều được. Đó. Cho nên các bạn không cần phải đợi tới bài viết cuối. Ở đây nó lại xuất hiện chữ Visit Network nè, Netpay nè, các bạn bấm vào đây. Rồi nó sẽ chuyển các bạn đến cái này, chắc bài viết thứ ba quá. Rồi thì các bạn kéo xuống dưới cuối giùm mình, nó sẽ xuất hiện cái đoạn dây như thế này. Các bạn đợi cái quảng cáo nó hiện lên. Rồi thì quảng cáo nó hiện lên rồi nè, các bạn cứ mở cái tab mới thôi. Đó, mở cái quảng cáo mà nó yêu cầu các bạn nè. Mình nói là cái nhiệm vụ của nó là yêu cầu các bạn mở một cái quảng cáo giả là 1 phút và mở hai trang bên trong. Đó, thì mình đang mở cái quảng cáo mới nè. Mình mở hai trang bên trong nè. Đó. Nó không có yêu cầu, cũng không có giới hạn gì ha. Mình sẽ mở cái hai cái trang bên trong của nó là trang Digger Document đi với cái trang Ravency Publi đi ha. Rồi, bạn kéo xuống thôi. Kéo xuống cuối thôi. Rồi các bạn kéo xuống cuối giùm mình. Rồi nó kêu các bạn là ở đây 1 phút. Thì trước khi các bạn ở 1 phút á, các bạn trở về bài viết này, các bạn visit netpay trước đi ha, để cho nó nhảy dây trước. Rồi sau khi nó nhảy, các bạn kéo xuống cuối đại đi, các bạn để đại nó đi. Các bạn trở về cái trang này, cái nhiệm vụ nó yêu cầu á là khi các bạn mở cái quảng cáo lên, các bạn ở đó 1 phút và viếng thăm hai trang bên trong. Thì cách làm như thế nào? Thì khi đây là cái trang quảng cáo đầu tiên mình mở nè, mình sẽ ở đây 1 phút. Các bạn mở cái ứng dụng Resummer lên, các bạn bấm nút Start. Rồi các bạn đợi 1 phút thôi. Trong lúc đợi thì các bạn lắc lên như thế này, lắc lên hai trang còn lại như thế này, nhẹ nhàng vậy thôi. Rồi các bạn đợi hết 1 phút rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn tiếp cách nộp cái nhiệm vụ về cho nó ha. Tức là cách gửi cái bằng chứng về cho nó đó. Rồi. Rồi thế là đã hoàn thành xong 1 phút ha. Thì trước khi mà gửi bằng chứng cho nó, các bạn trở về cái trang mà nhiệm vụ của mình ha. Các bạn bấm tiếp giùm mình là visit netpay nè. Đó. Và kéo xuống đây giùm mình để đại nó đi, họ nó sẽ xuất hiện thôi. Rồi thì bây giờ mình trở về xem cái yêu cầu của nó là cái gì, cái bằng chứng nè. Nó kêu các bạn là gửi bằng chứng URL truy cập từ bước 4. Thì các bạn bước 4 là cái bước mà các bạn mở Bastabin đó. Đây nè, tức là các bạn mở một trang quảng cáo á. Rồi mình trở về Bastabin thôi. Thì bằng chứng á nó kêu cầu các bạn là cung cấp cái trang thứ hai, cái đường link thứ hai từ cái quảng cáo. Nó là như thế nào?
cái đường link thứ hai của cái trang quảng cáo này như thế nào. Đó, thì bây giờ các bạn trở về đây, đây là trang quảng cáo thứ nhất nè, quảng cáo thứ hai, quảng cáo thứ ba nè, thì lấy cái quảng cáo này các bạn bấm đít chuột vào đây, các bạn bấm chữ sao chép, rồi sau đó các bạn là trả nhiệm vụ cho nó thôi, trả bằng chứng cho nó, trả hai bước tư nè, đó là xong. Ok ha, ở đây nó kêu các bạn là cái bằng chứng thứ hai, nó kêu các bạn là gửi cái mã bắt đầu bằng chữ B và kết thúc bằng chữ SD, thì cái mã tức là các bạn viết thông xong hết 5 bài viết của nó đó thì nó sẽ xuất hiện mã thôi. Đó thì cái thường là bấm như vậy nó hơi bị lắc, xong cái các bạn là sẽ xuất hiện cái số dây như thế này, các bạn bấm đến cuối thì nó xuất hiện đoạn mã nằm phía bên đây. Ở đây mình sẽ tua nhanh cái đoạn này để bảo mất thời gian các bạn. Rồi các bạn thấy là nó xuất hiện cái đoạn mã nè, hồi nãy nó nói là bắt đầu bằng chữ B và kết thúc bằng chữ SD nè, đoạn mã này hoàn toàn đúng nha. Các bạn copy quét cái được cái đoạn mã này, sau đó các bạn bấm chuột phải, các bạn bấm chữ sao chép, sau khi xong các bạn dán vào đây. Các bạn lưu ý là kiểm tra lại ha, BSD nè đúng ha. Rồi sau khi đầy đủ bằng chứng thì các bạn bấm chữ gửi bằng chứng thôi. Rồi ok, các bạn thấy ha, tiền nó giống cộng nhiều điều đây ha. Hồi nãy là mình là 0.21, giờ nó lên 0.3 nè. Ok, rồi thì bạn tắt thôi. Tiếp theo bạn kéo xuống cái nhiệm vụ tiếp theo. Đó, các bạn mở lên. Rồi, mình sẽ thực hiện thêm một cái nhiệm vụ nữa, mình sẽ kết thúc video tại đây các bạn. Ok, thì bây giờ đây xem cái nhiệm vụ này như thế nào. Nó kêu các bạn là mở cái trình duyệt riêng tư nữa nè. Các bạn mở lên thôi. Sau đó các bạn là... các bạn tắt cái cũ này đi ha. Tắt bỏ đi ha, cái nhiệm vụ cũ nè. Đó. Rồi sau đó các bạn lấy cái đường link từ bước 2 nè, cái này thấy giống cái kia quá ta, y chang. Nếu mà mở vô cái cách làm giống thì mình bỏ qua nhiệm vụ này ha các bạn. Rồi thì mở cái đường link này lên, copy cái đường link này chứ, copy đường link này, sau đó là dán nó qua cái tab ẩn danh. Mình nói cho các bạn thì làm hướng dẫn chi tiết cho các bạn thì làm hơi chậm, nhưng mà khi các bạn vào làm quen á này rất là nhanh ha. Giống trang web hồi nãy rồi nè các bạn, nó xuất hiện là trở lại trang trước, thì đương nhiên các bạn không có bấm vào đây rồi, các bạn bấm vào cái chữ là trang trước đó đưa tôi đến lựa chọn là URL này, các bạn bấm vào đây, các bạn bấm vào cái dòng đầu tiên. Ok, có lẽ là giống rồi, giống y chang nhiệm vụ hồi nãy ha. Để mình coi cái master bin của nó là cái gì, nếu mà giống trùng với hồi nãy thì mình bỏ qua nhiệm vụ nha các bạn. Ôi, bắt tay pin đi trang hả các bạn ơi, tức là cái yêu cầu xem quảng cáo nó kêu các bạn là xem từ cái trang web mà các bạn truy cập á, các bạn click một quảng cáo ở đó 1 phút đi trang nãy luôn đó, và các bạn liếc viếng thăm 2 trang bên trong, và cái bằng chứng là nó kêu các bạn gửi cái bằng chứng từ cái trang thứ hai. Rồi để mình coi cái yêu cầu chứ, rồi trang ha các bạn, và cái đoạn mã thì nó sẽ khác ha, các bạn thấy là bắt đầu bằng chữ B và kết thúc bằng chữ là B phở đây nè ha, B bò và B phở. Rồi thì nhiệm vụ mình bỏ qua ha các bạn, nó giống như cái nhiệm vụ mình vừa nêu ha, chỉ có cái mã là nó khác thôi. Ok, rồi mình tắt cái này cái ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ kéo theo cái nhiệm vụ tiếp theo, nhiệm vụ để 800. Những video trước mình đã nói cái nhiệm vụ này ha, những nhiệm vụ mà fast track step này nè, step 2 này, nếu mà step 2 này bạn nào làm được á thì các bạn hãy đăng nhập vào cái nhóm Telegram của mình ha, và có thể chia sẻ lên nhóm cái nhiệm vụ này nếu các bạn đã làm hoàn thành mà được trả tiền mà không bị trừ tiền ha các bạn. Xin lỗi các bạn là không bị trừ điểm ha. Cách nào để các bạn làm thì có thể các bạn làm xong có thể hướng dẫn lại mình cũng như là mấy anh em ở trên đó, nếu bạn nào chưa biết làm nhiệm vụ này ha. Nhiệm vụ này mình làm không có biết làm, cho nên là các bạn nào có làm được á thì đăng nhập nhóm Telegram bên dưới video á, các bạn vào đó chia sẻ với mình cũng như anh em trong đó ha. Đồng thời là có thể là những cái nhiệm vụ nào các bạn làm không làm được có thể quăng lên nhóm ở đó, nếu mình biết mình sẽ hướng dẫn các bạn trực tiếp trên đó ha. Rồi ok, bỏ qua nhiệm vụ này ha. Rồi tiếp theo là nhiệm vụ tiếp theo, ở đây quên các giờ loại trừ, không có Việt Nam ha. Ở đây còn khoảng 200 nhiệm vụ nữa, thì các bạn là bấm dịch sang tiếng Việt. Rồi các bạn mở trình duyệt riêng tư, mở cửa sổ danh lên. Rồi sau đó là các bạn là quét cái đường link này để các bạn truy cập. Quét cái đường link này, sau đó bấm chuột phải, sao chép. Các bạn dán vào tab cửa sổ ẩn danh. Rồi các bạn bấm Enter.
Rồi sau khi xong các bạn là ghé thăm 7 bài ngẫu nhiên. Ở kia các bạn là ghé thăm 7 bài ngẫu nhiên. Và cuộn xuống từ từ sẽ tìm thấy mã xác minh của bài viết. Và vui lòng đợi cho hết, đến khi hết đồng hồ đếm ngược. Để coi cái này giống cái nhiệm vụ hồi nãy không. Rồi các bạn cứ truy cập vào đây trước ha. Các bạn đừng có bấm cái dòng thứ hai là trở lại trang trước ha. Bấm vào đây. Rồi sau khi xong, đợi chút xíu ha, nó đang chuyển hướng trang web ha. Trong thời gian chờ đợi thì mình coi lại nhiệm vụ lần nữa là nó kêu các bạn ghé thăm 7 bài viết, cuộn xuống từ từ, sau đó sẽ tìm thấy mã xác minh và đâu đó là sẽ có cái đồng hồ đếm ngược để các bạn lấy mã xác minh ha. Ok. Lắc quá các bạn ơi. Rồi trong thời gian chờ đợi thì mình mở cái master bin lên, mình sẽ hướng dẫn các bạn sơ sơ cái. Đây cái này thì giống cái thằng theo quảng cáo này thì giống cái hồi nãy các bạn, giống với hai cái nhiệm vụ lúc trước ha. Thì ở đây trên đây nó kêu bạn click vào một quảng cáo ở đó 1 phút và viếng thăm 2 trang bên trong của quảng cáo này. Rồi sau đó nó kêu các bạn là cung cấp trang thứ hai của quảng cáo ha. Trang web đang chuyển hướng hơi chậm rồi. Đây chuyển được rồi. Rồi ok, nội dung nếu còn là ghé thăm 7 bài ngẫu nhiên, cụ chú từ từ, có đồng hồ điểm ngược thì xuất hiện mã ha. Rồi đã lên rồi. Rồi thì nó kêu các bạn là mở 7 bài. Ở đây các bạn, cả đây là tính là một bài, các bạn nó có tựa đầy đủ nè. À, nếu các bạn không chắc ăn thì bạn kiểm tra nè. Cái tiêu đề của cái bài viết đây nè, tiêu đề của bài viết là nằm ở đây nè, nó là một bài viết nè, nội dung bên trong nè sẽ được xem tính như là một bài ha. Nó kêu truy cập 7 bài thì cái, ở đây các bạn mở lên nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6, ở đây mới có 6 bài à, các bạn mở thêm một bài nữa. Bạn cố gắng làm sao mở được cái đề bị trùng ha. Mở thêm cái bài ở đây đi, cái bot này nè. À, đó là mình mở 7 bài trên 18 ha. Nó kêu mình kéo xuống và dập cái đồng hồ đếm ngược. À đây nè các bạn, nó đang có 150 mấy giây nè ha. Có thể mã là xuất hiện ở đây. Rồi trang thứ hai các bạn kéo xuống. Rồi đây cũng có số giây nè ha các bạn. Trang thứ ba, đây. Trang thứ tư, đây. 5, đây. 6, đây. Trang thứ 7, ok, ở đây. Rồi thì bây giờ mình đọc cái nội dung yêu cầu của nó thôi, mình đợi cái đó để lấy mã thôi. À, master bin thì cái phần quảng cáo này mình giải thích rồi ha. Mình sẽ xuống cái phần bằng chứng luôn ha. Rồi cái bằng chứng thứ nhất yêu cầu là gửi cái bài viết đầu tiên. Cái này khá đơn giản thôi, bài viết đầu tiên thì cái trang đầu tiên mà các bạn truy cập nè, bài này nè. Đó, các bạn bấm vào đây, sau đó bạn bấm sao chép, rồi sau đó các bạn dán cái bài viết đầu tiên vào đây. Rồi ok, cái đó là nó kêu là URL của bài viết thứ hai, URL bài viết thứ nhất nè, URL bài viết thứ hai. Rồi ok, thì cái bên thôi, đây các bạn bấm vào đây, sau đó bạn sao chép, rồi các bạn dán vào đây, dán vào đây là URL bài viết thứ hai nè các bạn ha. Các bạn kiểm tra lại mình là nó không bị trùng ha. Đây đầu bét nè, prepare, còn đây là bắt đầu số 7 với cái nội, với cái chữ này mình đọc không có rành ha, với chữ cuối là dày không trùng ha. Đó là hai bài không trùng. Tiếp theo mã xác minh ở cuối bài viết thứ hai. Rồi các bạn, bài viết thứ hai là mình đang ở đây nè, tức là mình sẽ lấy mã từ đây ha, nhưng mà phải đợi hết số dây này. Rồi cái tiếp theo là UR từ bước 5, đinh từ bước 5. Bước 5 là tức là các bạn lấy cái trang quảng cáo thứ hai ha. Đầu tiên á, các bạn lưu ý là nó kêu click quảng cáo giả đó 1 phút và viết thăm 2 trang bên trong. Rồi hết cái đó các bạn mới cung cấp cái bài đăng, cái bài viết quảng cáo thứ hai. Rồi thì cách làm khá đơn giản thôi, nãy giờ mình đã làm cái phần này nhiều ha. Các bạn ở trang cuối nè, bấm vào trang cuối giùm mình ha, trang số 7 nè. Sau đó các bạn bấm vào cái phần ở đây nè, các bạn để ý nè, chữ X với chữ 2 có hai cái này ha, mà để ý cái này trước ha. Rồi các bạn hãy bấm vào đây chụp phải, sau đó còn mở cái tab mới lên. À đây thì đương nhiên rồi, nó không có giới hạn và nó không có cấm các bạn xem giới thiệu hoặc là tuyển liên hệ, thì mình sẽ lấy là giới thiệu chỉ liên hệ. Thường thói quen của mình là mở giới thiệu và liên hệ từ cái trang web quảng cáo ha. Đó ok, các bạn kéo xuống xong, các bạn kéo hết cuối của ba trang web này. Rồi cái kia các bạn là ở trang web quảng cáo 1 phút, trang web đầu tiên 1 phút
Thì các bạn mở cái ứng dụng này lên, ứng dụng Retimer lên, các bạn là chọn 60 giây, các bạn nhấn Start. Rồi các bạn đợi hết 1 phút ha. Rồi, ok, hết 1 phút rồi. Rồi, thì để mình coi cái yêu cầu của nó là nó kêu URL từ bước 5. Thì bước 5 nó kêu các bạn gửi bằng chứng là cái trang quảng cáo thứ hai. Thì trang quảng cáo thứ hai đây là trang thứ nhất nè, thứ hai, thứ ba nè, với là cái trang này các bạn click vào đây, sau đó các bạn bấm chuột vào đây, các bạn sao chép. Sau đó các bạn dán vào URL bước 5 của nhiệm vụ. Rồi thế là xong, bây giờ các bạn đợi mã xác minh thôi. Mã xác minh từ trang thứ hai tức là trang cuối cùng nè. Nó có mã nè, nhưng mà trang này không phải là mã này ha. Bấm vào trang thứ hai nè, lấy cái mã ở đây. Các bạn đợi khoảng nó còn khoảng 50 mấy giây nữa các bạn. Ok. Rồi, nó xuất hiện đoạn mã ha các bạn. Các bạn lưu ý chữ cái đầu, chữ cái cuối ha. SR và chữ EC ha. Các bạn sao chép, quét sau đó các bạn sao chép ha. Các bạn dán vào đây. Các bạn để ý ha, SR, EC, đúng ha. Các bạn kiểm tra lại, hồi nãy bài viết, kiểm tra lên nè. The best repair, 7 suggestion. Rồi, không trùng ha. Này đúng rồi, mới kiểm tra xong. Cái này Hoàng Anh giới thiệu đúng. Ok, sau đó các bạn bấm là gửi bằng chứng. Rồi, ok. Thế là tiền cộng vào thôi, nhẹ nhàng. Rồi, ok. Thì video hôm nay mình kết thúc tại đây các bạn. Mình đã thực hiện 4 nhiệm vụ cho bạn xem ha. Nếu bạn nào có thắc mắc gì thì hãy vô nhóm Telegram ha. Các bạn có thể đối với round kit này các bạn không biết cái phần nhiệm vụ sale remote này như thế nào, có thể là gửi lên nhóm. Nếu cái nào mình biết làm mình sẽ hướng dẫn các bạn tiếp ha. Còn nếu không biết thì các bạn khác biết thì các bạn sẽ chỉ cho các bạn thêm ha. Rồi thì ở những video tiếp theo mình sẽ tiếp tục làm thêm một vài cái nhiệm vụ khác mà mình biết nữa ha các bạn. Tạm thời hôm nay là mình kết thúc ở 4 nhiệm vụ này ha. Các bạn có thể tìm hiểu thêm những cái phần nhiệm vụ khác bằng cách là vào cái kênh của mình đó các bạn. Vào kênh của mình, sau đó các bạn bấm vào phần danh sách, các bạn chọn vào chỗ là tổng hợp các video về Roundhead ha. Trong này có các video hướng dẫn cơ bản cũng như là một số nhiệm vụ mà mình đã thực hiện trên cái phần sale remote đó các bạn. Rồi, nếu các bạn thấy video hay cho mình xin một like và nút đăng ký kênh ha. Nếu các bạn có thắc mắc gì hay là comment bên dưới video ha. Các bạn nên vào nhóm Telegram ha, vì mình thường xuyên làm cái phần Roundhead này, cái nào biết thì mình sẽ chia sẻ, còn cái nào không biết á thì các bạn có thể chia sẻ ngược lại cho mình để mình có thể làm những cái nhiệm vụ cho nó nhiều hơn ha, kiếm được nhiều tiền hơn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video, xin chào tạm biệt các bạn.